Thật hạnh phúc cho những đứa trẻ được lớn lên trong bầu sữa ngọt ngào của mẹ, được ôm ấp vỗ về trong vòng tay mẹ, được nghe những tiếng ru ầu ơ, được mẹ quạt mát trong những ngày hè oi ả, hay cũng chính vòng tay mẹ ủ ấm con trong những ngày đông lạnh giá. Không có bản nhạc nào, không có thơ văn nào lột tả hết được tình mẹ dành cho con. Hạnh phúc thay cho người nào được Thượng Đế ban tặng cho một người mẹ hiền. Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, Thư viện trường tiểu học Kim Liên xin gửi tới các thầy cô giáo và các con học sinh món quà tinh thần, đó là cuốn sách Tấm lòng bao dung của mẹ. Đây là cuốn sách nằm trong tủ sách Sống đẹp, được viết bởi nhiều tác giả và là ấn phẩm được nhà xuất bản Hà Nội phát hành năm 2018 với độ dày 191 trang, khổ sách 13,5 x 20,5 cm. Nhà văn Honoré và Bangkok đã nói: lòng người mẹ là vực thẳm mà đáy được trải bằng lòng thanh dung hiền dịu. Hình tượng người mẹ ở bất kỳ đâu trên trái đất này cũng đều mang nét đẹp chung trong tâm hồn, đó là sự khoan dung, là tình yêu vô bờ với những đứa con của mình. Trong cuốn sách Tấm lòng bao dung của mẹ gồm 40 câu chuyện cảm động, giàu lòng nhân ái của người mẹ nói riêng và những người phụ nữ nói chung, được viết bởi các tác giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Câu chuyện đầu tiên, điều tuyệt diệu từ tấm lòng và đôi bàn tay, đưa chúng ta nhớ lại vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 trên đất nước Mỹ, đã cướp đi hàng vạn mạng người, cùng với đó là biết bao gia đình mất đi người thân. Con có thể giúp được gì bây giờ hả mẹ? Joe, cậu con trai 10 tuổi, luôn đau đáu phải làm một điều gì đó để góp phần xoa dịu nỗi đau này cho gia đình các nạn nhân. Cuối cùng, cậu cũng nhận được sự tin tưởng và đồng hành từ mẹ. Hai mẹ con Joe đã sâu những chiếc kim băng thành một lá cờ Mỹ và dùng nó để quyên góp tiền ủng hộ cho các gia đình đó. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu bao la và được sưởi ấm tâm hồn bằng trái tim ấm áp của người mẹ, hẳn đó là một đứa trẻ hạnh phúc, và nó cũng sẽ mang niềm hạnh phúc đó trao tặng cho mọi người. Để giúp đỡ người khác, không chỉ cần có trái tim nhân ái mà còn cần cả một đôi bàn tay tương trợ. Mẹ thân yêu là câu chuyện ngắn kể về một anh thanh niên muốn mua quà tặng mẹ nhân ngày 18 tháng 3, nhưng vì anh ở cách xa mẹ đến 200 dặm nên anh đã gửi điện ngay cho mẹ, và chỉ khi nhìn thấy một đứa trẻ muốn mua một bông hồng tặng mẹ mà không đủ tiền, anh đã sẵn sàng mua giúp cô bé bông hoa ấy và đưa cô bé đến tặng hoa cho mẹ. Nhưng nơi đó lại là một nghĩa trang. Anh cảm thấy nhói trong tim mình. Điều đó đã thôi thúc anh quay lại tiệm hoa, hủy bỏ dịch vụ điện hoa và lái xe hơn 200 dặm để về nhà, tận tay tặng cho mẹ những bông hoa đẹp nhất. Mở sách trang 118 là câu chuyện cảm động về tình yêu thương của người bà dành cho đứa cháu nhỏ tật nguyền của mình qua câu chuyện Những đồng xu của bà ngoại. Một đứa trẻ bị bỏng rất nặng và sẽ đi khập khiễng suốt cả đời với đôi chân dị tật. Bác sĩ đã nói nếu có lành lại thì vô cùng đau đớn. Kỳ diệu thay, phép màu đã đến với cô bé. Sau một năm bị bỏng, đôi chân của cô bé đã bước đi trong sự ngạc nhiên của bác sĩ và mọi người. Phép màu ấy chính là món quà mà bà ngoại đã dành tặng cô. Chỉ có người bà với tình yêu thương mãnh liệt mới giúp cô bé vượt qua được đau đớn, mặc cảm để bước đến thành công. Bà đã làm cách nào để mang hy vọng và tiếp thêm nghị lực cho đứa cháu gái bé bỏng của mình? Các con hãy tìm đọc nhé! Lật từng trang sách, ta như lạc vào thế giới mà nơi đó chỉ có tình yêu thương và lòng bao dung. Trong mỗi mẩu chuyện dài từ 2 đến 3 trang, ta đều bắt gặp hình bóng của người bà, người mẹ, hay đâu đó là hình ảnh người phụ nữ với trái tim nhân hậu, sẵn sàng sẻ chia. Các tác giả của cuốn sách Tấm lòng bao dung của mẹ muốn mang đến cho chúng ta cơ hội để suy ngẫm và rung động về những câu chuyện có thực, về những điều nhỏ nhặt nhất nhưng lại vô cùng ý nghĩa.
Các con hãy đọc và cảm nhận từng mẩu chuyện trong cuốn sách này. Các con sẽ thấy cuộc sống xung quanh thật tươi đẹp và ấm áp, vì bên cạnh chúng ta còn có những người phụ nữ luôn dành cho các con tình yêu thương bao la, mãnh liệt nhất. Vậy các con đã và sẽ làm gì để họ được vui? Các con đừng ngại bày tỏ tấm lòng của mình với người bà, người mẹ và với cô giáo của mình trong ngày 8 tháng 3 này nhé. Xin chúc cho những người phụ nữ của chúng ta luôn luôn xinh đẹp và hạnh phúc.